Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Việt Nam Online. Chương trình do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện. Chương trình ngày 13 tháng 2 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Bắc Ninh trở thành biểu tượng của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện tử công nghệ cao. Giám đốc Sở Y tế Bình Định tự nhận khuyết điểm trong vụ hơn 20 cán bộ bỏ việc đi lễ hội mà báo chí đã phản ánh. Phải làm rõ hiệu quả sử dụng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng trước khi xem xét việc tăng thuế. Chín trăm thanh niên Đà Nẵng lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2017. Bắc Ninh cần phấn đấu không những là một trong những địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, mà phải trở thành biểu tượng sự chuyển mình vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện tử công nghệ cao nói riêng và nền kinh tế sáng tạo nói chung ở ASEAN và ở châu Á. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ thông điệp này tại lễ kỷ niệm 185 năm ngày thành lập, 20 năm tái lập tỉnh diễn ra tối ngày 12 tháng 2. Bắc Ninh, Kinh Bắc từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất mỹ tục khả phong, địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng, nơi khởi dựng cơ đồ của thủy tổ Việt Nam Kinh Dương Vương, nơi phát tích Vương Triều Lý, triều đại khai mở và xây dựng nền văn minh Đại Việt. Bắc Ninh được coi là quê hương của lễ hội, của nghệ thuật dân gian và làng nghề truyền thống và những làn điệu dân ca quan họ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đặc biệt, Bắc Ninh là vùng đất có truyền thống khoa bản tiêu biểu của nền văn hiến Việt Nam, quê hương của 1/3 tiến sĩ trạng nguyên của cả nước được ghi danh và tôn thờ ở Văn miếu Quốc Tử Giám và Văn miếu Bắc Ninh. Tại buổi lễ, Thủ tướng đã chia sẻ về tầm nhìn trong quá trình phát triển của Bắc Ninh, đó là Bắc Ninh cần phấn đấu trở thành biểu tượng sự chuyển mình vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện tử công nghệ cao nói riêng và nền kinh tế sáng tạo nói chung ở ASEAN và châu Á. Trong những thập kỷ tới, Bắc Ninh tiếp tục là một trong những địa phương giàu có nhất cả nước, hướng tới vị thế là một trong những thành phố có sức cạnh tranh sáng tạo hàng đầu châu Á, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, trong khi vẫn giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị thuộc về bản sắc văn hóa độc đáo của một vùng đất được mệnh danh là Kinh Bắc. Bắc Ninh phải trở thành hình mẫu độc đáo về tư duy phát triển thịnh vượng dựa trên kinh tế tri thức, các mô hình sáng tạo, đột phá và sức mạnh tiềm ẩn của chiều sâu văn hóa. Chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự lễ khai trương làng phần mềm FVN2, khu công nghệ cao Hòa Lạc. Làng phần mềm FVN2 nằm trong quần thể khu công nghệ cao Hòa Lạc quy mô 6,4 ha, là dự án đầu tiên và lớn nhất trong lĩnh vực phần mềm được triển khai và đưa vào sử dụng tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Việc xây dựng FVN thể hiện tầm nhìn phát triển về dài hạn của FPT Software, chuẩn bị không gian cho sự tăng trưởng nhân sự, không gian xanh để các kỹ sư công nghệ thông tin làm việc, có thể khai thác, tiếp cận nguồn nhân lực có chất lượng từ Đại học FPT và khu Đại học Quốc gia đang được xây dựng ở đây. Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn đây sẽ là nơi sản sinh nhiều công nghệ làm thay đổi cuộc sống con người. Cùng với đó mong muốn nhiều làng phần mềm ra đời với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin để tạo môi trường làm việc năng động, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu việc làm cho hàng nghìn kỹ sư công nghệ thông tin thực hiện sự phát triển bền vững. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thành phố Hà Nội. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã phổ biến công văn của Thường trực Thành ủy Hà Nội về triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, quyết định ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng như nội dung quy tắc ứng xử này đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy. Quy tắc ứng xử này nhằm hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động thủ đô kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện. Đội ngũ cán bộ, người lao động thủ đô phải chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc, trang phục công sở lịch sự, sử dụng ngôn ngữ hòa nhã, không nói tục, không hút thuốc tại cơ quan, phòng làm việc, không sử dụng đồ uống có cồn, nấu nướng trong giờ làm việc, không đeo tai nghe trong giờ làm việc. Tại đây, đại diện các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của quy tắc ứng xử này.
Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng UNESCO Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Phát thanh Thế giới 2017. Chủ đề của Ngày Phát thanh Thế giới năm nay là Phát thanh chính là bạn, với thông điệp đài phát thanh phải phản ánh quan điểm và sự đa dạng của thính giả, phải có cơ chế cho phép tất cả mọi người có thể được tham gia vào các chương trình của đài. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cho rằng, nhiều thập kỷ qua, phát thanh vẫn luôn chứng minh là loại hình và là lực lượng truyền thông tiện lợi, đại chúng, thông tin về các sự kiện, vấn đề của xã hội quan tâm, góp phần nâng cao dân trí, dân chủ, thúc đẩy phát triển xã hội. Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng là đơn vị tiên phong trong việc đổi mới, hiện đại hóa các phương tiện truyền thông nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của công chúng trong thời đại hội tụ truyền thông. Các kênh phát thanh của đài chú trọng xây dựng nhiều chương trình nội dung mở, tăng tính tương tác nhằm thu hút sự tham gia của thính giả, từng bước đổi mới và làm hấp dẫn các chương trình trên sóng của đài. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng tổ chức hai hội thảo chuyên đề với chủ đề Phát thanh chính là bạn và Truyền thông tăng cường bình đẳng giới. Trao đổi tại hội thảo, các đại biểu cho rằng với sự phát triển của Internet, những người làm phát thanh có thể sử dụng các trang web, mạng xã hội để kết nối và đưa chương trình phát thanh đến với đông đảo thính giả trẻ tuổi, những người quen dùng điện thoại thông minh và máy tính bảng. Thưa quý vị, sau hơn một tháng thực hiện việc sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến, theo cách điều chuyển nhiều tuyến từ bến trung tâm Hà Nội ra ngoại thành và ngược lại, nhằm tạo thuận tiện cung đường và tránh ùn tắc trong khu vực nội đô, chiều nay Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức sơ kết. Kết quả được coi là khá khả quan khi có tới 90% các nhà xe nghiêm túc thực hiện, số còn lại dù ít nhưng cũng có những lý do riêng nên cố tình không điều chuyển. Trước thực tế này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục đối thoại để cùng nhau tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đây là danh sách 5 doanh nghiệp chưa vào bến làm thủ tục hoạt động tại bến xe nước ngầm theo quy định điều chuyển của thành phố Hà Nội, bao gồm 3 tuyến, 5 chuyến và 12 xe. Bên cạnh đó, có 30 phương tiện không hoạt động trong tháng 1 vừa qua, 77 phương tiện không hoạt động từ đầu tháng 2 này và 24 phương tiện không hoạt động từ ngày điều chuyển. Đại diện bến xe nước ngầm thừa nhận, một trong những lý do doanh nghiệp không thực hiện điều chuyển là do sở chưa cấp đổi phù hiệu. Ngược lại, cũng có những doanh nghiệp đòi hỏi bến xe phải cung cấp 17 danh mục không thuộc thẩm quyền như quy hoạch về bến xe, sổ đỏ hay diện tích bến xe. Ngoài ra, cũng có những doanh nghiệp viện lý do không có tiền. Và doanh nghiệp không nộp tiền, trả lời rất gọn một câu là không có khách, không nộp tiền. Thế tôi có nói là, tôi xin chia sẻ thêm, tôi có nói cho anh cổ phần quốc tế Mỹ Đình, tôi bảo anh ơi, anh chúng tôi là doanh nghiệp, mà như là anh ứng xử theo cái này là không đúng, thì anh cũng thừa nhận rằng đúng là không đúng thật, nhưng vẫn không nộp. Còn tại bến xe Yên Nghĩa, hiện còn hai đơn vị là công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tân, Kon Tum và công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Thành, Thanh Hóa chưa về hoạt động do tuyến vận tải có hành trình hoạt động thực tế chưa đồng nhất với hành trình tại quy hoạch đã được phê duyệt. Hiện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Kon Tum, Thanh Hóa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với thực tế. Riêng các tuyến vận tải của Ninh Bình, 50 nốt xe đi theo quốc lộ 1A về bến xe nước ngầm, 3 nốt xe đi theo đường Hồ Chí Minh về bến xe Yên Nghĩa. Hiện Sở Giao thông Vận tải đang phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Trước lý do cho rằng giá dịch vụ cao nên các nhà xe đã không thực hiện điều chuyển bến tại bến xe nước ngầm, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đã yêu cầu thông tin làm rõ giá theo quy định của nhà nước, đồng thời đề nghị bến xe tính toán lại giá để Sở báo cáo thành phố điều chỉnh. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng khẳng định sẽ sẵn sàng đối thoại với các nhà xe chưa thực hiện điều chuyển để chia sẻ và tìm cách tháo gỡ. Doanh nghiệp nói thế thôi, người ta có cái khó, nhưng mà chúng ta không nghe được cái ý của họ thì cũng rất khó mà chúng ta giải quyết. Nhưng mà chúng ta vẫn phải thực hiện kiên quyết cái việc mà phương án chúng ta để kiên quyết làm. Thế còn nếu các doanh nghiệp mà có ý kiến gì, thì đề nghị các đồng chí này là đề nghị thể hiện văn bản và mời họ lên. Chúng tôi trân trọng ý kiến họ và chúng ta sẽ đối thoại và để giải quyết dứt điểm những doanh nghiệp. Đại diện ngành Giao thông Vận tải Hà Nội cũng cho biết sẽ tiếp tục bổ sung các tuyến buýt để kết nối các bến xe với nhau và tuyến buýt xuyên tâm để phục vụ hành khách đến các bến xe thuận lợi nhất. Đồng thời sẽ thanh tra, cương quyết chấm dứt tình trạng các nhà xe đón khách lòng vòng trong thành phố để lập lại kỷ cương giao thông trên địa bàn thủ đô, điển hình như xung quanh khu vực bến xe Giáp Bát và bến xe Mỹ Đình.
Tiếp theo là một thông tin nhóm phóng viên chúng tôi vừa thực hiện. Chiều nay tại khung công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới thăm Đại học FPT, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo và có buổi trò chuyện cùng 1.000 sinh viên. Trò chuyện với gần 1.000 thầy trò Đại học FPT, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã bắt đầu bằng bài hát Nối vòng tay lớn. Nhìn lời bài hát qua chiếc điện thoại smartphone trên tay, Phó Thủ tướng như nhấn mạnh đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với đặc trưng là sự kết nối ở mọi lúc mọi nơi, mọi tầng lớp chính trị xã hội ở mọi quốc gia, đang tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế mỗi quốc gia. Qua đó, Phó Thủ tướng cho rằng, trước những cơ hội và thách thức đặt ra, sinh viên cần phải có ước mơ, khát khao. Ngoài việc học, không chỉ trau dồi chuyên môn mà còn chú trọng cả những kỹ năng mềm. Đưa dẫn chứng các sinh viên công nghệ thông tin, nhiều bạn đã biết kinh doanh ngay từ khi đi học. Phó Thủ tướng gửi gắm tới các sinh viên Việt Nam nói chung, trong đó có sinh viên công nghệ thông tin. Chúng ta phải ý thức rằng đất nước này không thể bước đến đài vinh quang. Bác Hồ đã được bước đến, bước ra ngồi để sánh vai với cường quốc. Nếu mà các bạn không giáo ước mơ, không nuôi ước mơ và nuôi nó không chỉ bằng duy trì mà phải khơi dậy tất cả mọi sự sáng tạo, mọi cái giá trị riêng của từng người, các bạn thật sự khát vọng cháy bỏng, hết mình sáng tạo. Và chúng ta là người trong cuộc, đất nước này không ai có thể giúp chúng ta để nó phát triển ngoài chính chúng ta. Khát khao, sáng tạo, dấn thân được toàn thể sinh viên Đại học FPT hô vang như một thông điệp khẳng định tinh thần nỗ lực, đổi mới, sáng tạo phát triển đất nước. Liên quan tới việc sau Tết, 20 cán bộ Sở Y tế tỉnh Bình Định bỏ việc trong ngày làm việc, ra Hải Dương dự lễ hội. Ngày hôm nay, trong báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định và các cơ quan báo chí, Giám đốc Sở Y tế Bình Định Lê Quang Hùng nghiêm khắc tự nhận khuyết điểm bản thân, rút kinh nghiệm sâu sắc về những thiếu sót và hứa sẽ không tái phạm. Ông Lê Quang Hùng thừa nhận để xảy ra vụ việc đáng tiếc này, trách nhiệm chính thuộc về chính ông trên cương vị Giám đốc Sở Y tế, khi chưa chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định. Cụ thể, ông Hùng đã cho nghỉ phép đông người vào cùng một thời điểm ngay sau Tết, vắng mặt nhiều người trong ngày làm việc. Mặt khác, tổ chức đoàn đông người đi ra ngoài tỉnh nhưng không xin phép Ủy ban Nhân dân tỉnh là không đúng quy định. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định bày tỏ, việc tiếp thu ý kiến góp ý, các thông tin phản ánh và nhận khuyết điểm trước Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, các cơ quan báo chí và công luận, đồng thời xin rút kinh nghiệm sâu sắc về những thiếu sót nêu trên. Trước đó, vào ngày 9 tháng 2, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định đã ký cho phép khoảng 20 cán bộ nhân viên đang công tác tại sở này nghỉ làm và đi dự lễ hội tại Hưng Yên, gây dư luận không tốt. Ngay sau đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu Giám đốc Sở Y tế cùng toàn bộ đoàn quay về địa phương gấp để xử lý. Hôm nay 13 tháng 2, các địa phương trên địa bàn quân khu 5 đã tổ chức giao nhận quân đợt 1 năm 2017. Trong đợt này, Đà Nẵng có 900 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Trong số 900 tân binh lên đường nhập ngũ của Đà Nẵng, tỷ lệ thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và 2 chiếm 51,7%, hơn 21,3% có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Riêng tỷ lệ thanh niên là cán bộ công nhân viên chức, đảng viên đạt 6,1%. Trước đợt giao nhận quân, chính quyền Đà Nẵng đã tiến hành thăm hỏi động viên các gia đình có thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, đặc biệt là những hộ khó khăn nhận được sự quan tâm chu đáo kịp thời từ cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể về cả vật chất lẫn tinh thần. Do vậy, trong ngày giao nhận quân, các thanh niên lên đường là nhiệm vụ với tinh thần phấn khởi và lạc quan. Các đơn vị nhận quân tại Đà Nẵng trong đợt này gồm Sư đoàn Không quân 372, Sư đoàn Phòng không 375, Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân, Lữ đoàn Thông tin 575, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị, báo cáo về tình hình thực hiện luật thuế bảo vệ môi trường 5 năm qua đưa ra hai con số rất đáng suy nghĩ. Đó là trong khi khoản thu từ nguồn thuế bảo vệ môi trường tăng tới 4 lần, thì chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường chỉ tăng chưa tới 1,4 lần.
Trong khi đó, tại dự thảo luật sửa đổi, bổ sung luật thuế bảo vệ môi trường đang được lấy ý kiến, cơ quan soạn thảo là Bộ Tài chính lại tiếp tục đề xuất khung thu thuế môi trường mới theo hướng tăng mạnh, đang khiến cho nhiều người băn khoăn về tính hiệu quả trong việc sử dụng tiền thuế môi trường qua mặt hàng xăng. Năm 2015, khi thuế môi trường với xăng tăng từ 1.000 lên 3.000 đồng một lít, số thu từ sắc thuế này cho ngân sách nhà nước đã tăng từ hơn 11.000 tỷ đồng một năm lên thành hơn 42.000 tỷ đồng một năm, tức là tăng tới 4 lần trong giai đoạn 2012-2016. Ngược lại, trong giai đoạn này, số chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường lại tăng không đáng kể, từ 9.000 tỷ đồng lên hơn 12.000 tỷ đồng, tức là chỉ bằng 1/4 số thu. Điều này khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi về hiệu quả sử dụng số thu thuế trên có thực sự để phục vụ mục đích bảo vệ môi trường. Thì hiện nay là cái dư nợ của quỹ bảo vệ môi trường rất là cao, trong khi cái thực sử dụng thì lại không đáng kể. Đặc biệt là cái nội dung sử dụng chưa được rõ, cũng như nhu cầu về quỹ này cho tương lai cũng chưa thật rõ. Cái ngân sách thì luôn bộ chi, đầu tư không có hiệu quả, đầu tư tràn lan, lãng phí, thất thoát, tham nhũng. Thế thì chính vì vậy đã nhà nước buộc phải tăng cái nguồn thu bằng cách là điều chỉnh cái thuế xăng dầu như vậy. Trong khi hiệu quả việc chi cho bảo vệ môi trường chưa được đo lường, thì tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật thuế bảo vệ môi trường đang được lấy ý kiến, cơ quan soạn thảo là Bộ Tài chính đã đề xuất khung thu mới với xăng dầu theo hướng tăng mạnh. Cụ thể, khung thuế mới với mặt hàng xăng dầu được đề nghị là từ 3 đến 8.000 đồng thay cho mức 1.000 đến 4.000 đồng hiện nay. Nếu mức thuế môi trường tối đa là 8.000 đồng được áp dụng, thì tổng cộng các khoản thuế phải gánh của mỗi lít xăng sẽ tăng từ 40% giá thành hiện nay lên mức 70%. Xu hướng là các nước là một biện pháp duy nhất là giảm thuế. Giảm thuế thích tăng trưởng, mà khi tăng trưởng càng cao thì chúng ta sẽ thu được thuế từ những cái lợi nhuận họ thu được, và những cái thu đó là quan trọng. Chứ chúng ta quá tận thu, chúng ta vắt kiệt cái nguồn thu, mà khi đã vắt kiệt nguồn thu, thứ nhất nó gây những tác hại rất là lớn, thứ nhất hạn chế khả năng cạnh tranh, cái thứ hai làm cho kiệt quệ của sản xuất, gây khó khăn và sản xuất kiệt quệ. Thống kê từ Bộ Tài chính, thu thuế từ xăng dầu hiện đang đóng góp khoảng 9,8% tổng thu ngân sách nhà nước, và tỷ lệ này sẽ tăng lên 15% nếu mức thuế môi trường mới kịch khung được áp dụng. Như vậy, nếu dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật thuế bảo vệ môi trường được thông qua, nhiều khả năng giá xăng không những không giảm theo các cam kết thương mại tự do mà sẽ tăng để đóng góp thêm cho ngân sách nhà nước. Tổng cục Thuế cho biết trong tháng 2 này sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan để thực hiện đề án thí điểm khai nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà, đề án khai nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Vụ thuế thu nhập cá nhân sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến của các bộ ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh và Cục Thuế các tỉnh, thành phố dự kiến thí điểm. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng sẽ hoàn thiện dự thảo quyết định thí điểm khai nộp thuế điện tử đối với cá nhân. Mặc dù tỷ lệ người lao động trở lại làm việc sau Tết khá ổn định, nhưng do nhu cầu phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh, thị trường lao động ở thành phố Hồ Chí Minh đang thiếu hàng chục ngàn lao động. Theo Trung tâm Dự báo Nguồn Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết năm nay tại thành phố khoảng 3%, tương đương với gần 30.000 người. Trong năm 2017, thành phố cần tuyển 280.000 lao động, tăng gần 4% so với năm ngoái. Riêng trong quý 1 năm nay, thành phố cần khoảng 70.000 lao động. Các ngành cần tuyển nhiều lao động gồm bán hàng, du lịch, nhà hàng khách sạn, công nghệ thông tin, cơ khí, chế biến thực phẩm. Đây là những ngành nghề yêu cầu ứng viên phải có trình độ chuyên môn cao và tác phong làm việc hiện đại. Sau Tết Đinh Dậu, lao động phổ thông không còn là lực lượng các doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng. Thưa quý vị, theo chủ trương của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đến năm 2020, các trung tâm bảo trợ xã hội sẽ tự chủ về kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, lộ trình này liệu có khả thi khi phần lớn các trung tâm chưa biết phải tự chủ như thế nào, xã hội hóa từ đâu khi mà nguồn nhân lực thiếu, cơ sở vật chất xuống cấp? Trung tâm này có 60 lao động phục vụ hơn 300 bệnh nhân tâm thần. Hiện ngân sách cấp cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng các đối tượng từ 810.000 đến hơn 1 triệu đồng một người một tháng. Mức trợ cấp này được xem là chỉ đủ duy trì bữa ăn tối thiểu cho người bệnh, khó có thể còn dư để đầu tư cơ sở vật chất. Thứ nhất là về cơ sở vật chất thì cũng đề nghị cấp trên là tiếp tục quan tâm bổ sung kinh phí
và đầu tư để xây dựng và nâng cấp, mở rộng trung tâm để nâng cái chỉ tiêu biên chế cho đơn vị chúng tôi. Và cái thứ ba nữa là về cái đào tạo cái cán bộ là bác sĩ. Theo thống kê, cả nước có khoảng 200 cơ sở trợ giúp xã hội công lập, trong đó có 45 cơ sở bảo trợ xã hội, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần, 26 cơ sở chăm sóc chuyên biệt. Điều các trung tâm lo lắng là khi được giao tự chủ, liệu có đủ năng lực để tồn tại và phát triển. Đa số những gia đình, những người mắc bệnh tâm thần là người ta do điều trị lâu ngày thường là rất là khó khăn. Có những gia đình là chúng tôi phải đến tận nhà để động viên gia đình họ đưa con em họ vào trung tâm. Thế mà nếu mà bây giờ mà mình vào người ta đóng một phần kinh phí gì đấy thì là thậm chí có những gia đình họ bảo thôi, tôi chịu thôi, tôi không thể nào mà chi trả được cái phần này. Cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị còn thiếu là thực tế hiện nay ở nhiều cơ sở bảo trợ xã hội. Bên cạnh đó, hầu hết các cơ sở mới chỉ có chức năng nuôi dưỡng tập trung các đối tượng mà còn thiếu các dịch vụ phát hiện sớm, can thiệp sớm, trị liệu, chăm sóc, trợ giúp và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Khuyến khích cái tự chủ của các cái cơ sở trợ giúp xã hội, nhưng mà không phải tất cả. Những cái cơ sở này có thể vừa có tự chủ mà vừa có cái phần đảm bảo của nhà nước. Các cái đối tượng mà người ta không thể có khả năng đóng góp được thì nhà nước phải đảm bảo hoàn toàn. Thế còn các cái đối tượng mà có khả năng đóng góp được, ví dụ như người cao tuổi có khả năng đóng góp được mà muốn vào các cái cơ sở dưỡng lão, chúng ta sẽ phân loại ra, có thể cùng trong một cái trung tâm nhưng mà có đối tượng là nhà nước cấp, có đối tượng thì xã hội hóa. Chủ trương xã hội hóa đang đặt các trung tâm đứng trước ngưỡng cửa phải tự thân vận động sau một thời gian dài hoạt động dựa vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, từ chủ trương đến thực tiễn còn vô vàn khó khăn khi các trung tâm phải tự xoay sở hoạt động để đảm bảo an sinh xã hội. Thưa quý vị, cuối năm 2016, nhiều hộ nuôi cá giống trên vùng biển phía ngoài khu vực cảng biển quốc tế An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã bị thiệt hại nặng nề khi cá chết hàng loạt. Sau đó, các hộ này phải di rời bè cá đến vùng biển bãi xếp. Tuy nhiên, hiện vùng biển bãi xếp đang chuẩn bị bước vào thời điểm sóng lớn, không nuôi được cá bè. Còn quay về vùng biển cũ thì lại sợ nguồn nước không an toàn. Vào cuối năm 2016, hàng loạt cá bớp và cá mú giống khoảng 2 tháng tuổi được nuôi trên vùng biển phía ngoài khu vực cảng biển quốc tế An Thới bị chết hàng loạt, gây thiệt hại nhiều về kinh tế cho các hộ nuôi. Nhưng đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân. Tôi cũng vừa qua tôi cũng có thả 6.000 con cá mà bị nước ô nhiễm chết hết. Vừa rồi tôi bắt 30.000 con cá mú, giá tương đương là 38.000 một con, nhưng nó đã chết hết 15.000 con. Nó tương đương của tôi là khoảng gần 1 tỷ. Hiện nay trên 40 bè cá được bà con nông dân chuyển về vùng biển bãi xếp An Thới sinh trưởng khá tốt, ít dịch bệnh và đang được các chủ nuôi cho xuất bán. Song đây chỉ là giải pháp tạm thời, bởi kể từ tháng 2 đến tháng 11 dương lịch hàng năm, vùng biển này lại có sóng rất lớn, không an toàn cho việc thả nuôi cá lồng bè. Khi chúng tôi dời về cái bãi bên này thì tỷ lệ ô nhiễm nó thấp hơn. Nhưng khi về bên kia là tỷ lệ ô nhiễm là nó gần cái khu vực hút cát và ô nhiễm mạnh hơn. Cho nên ngày hôm nay tôi đại diện tất cả các anh em bè và con nông dân là đề nghị các cấp có thẩm quyền tranh thủ vào cuộc để giúp cho nông dân chúng tôi bớt lỗ. Cuối tháng 11 là chúng tôi lôi bè qua bên đây, là nửa tháng 2 chúng tôi lôi ngược trở về cảng Thới lại. Nhưng giờ đang lo ngại vấn đề là không biết cái nguồn nước, có ai xử lý được cái nguồn nước này. Tôi cũng đang phân vân. Có thể nói, đi không được, ở cũng không xong. Đó là tình cảnh mà bà con ngư dân ở thị trấn An Thới đang gặp phải. Theo bà con, nếu kéo bè cá trở về chỗ cũ là khu vực cảng biển quốc tế An Thới, thì ngành chức năng cần sớm vào cuộc, lấy mẫu nước xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân, xem nguồn nước nơi đây có an toàn hay không để bà con yên tâm đầu tư, ổn định sản xuất. Sau đây là những văn bản chỉ đạo điều hành đáng chú ý của Chính phủ trong ngày hôm nay. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Theo đó, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo gồm có dịch vụ giáo dục mầm non và phổ thông, dịch vụ giáo dục trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm, dịch vụ giáo dục đại học, dịch vụ giáo dục thường xuyên và nhóm dịch vụ khác. Trong đó,
hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong nhà trường cấp giáo dục mầm non, hoạt động dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cấp giáo dục phổ thông được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bảo đảm đủ ngân sách để thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công quy định theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án câu lạc bộ sân golf The Lotus Cam Ranh tại phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng, kinh doanh và quản lý sân golf với quy mô tổng diện tích là 90 ha, sân golf 27 lỗ, vốn đầu tư 600 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 300 tỷ đồng, vốn huy động 300 tỷ đồng. Trong quá trình đầu tư, quản lý và khai thác dự án câu lạc bộ sân golf The Lotus Cam Ranh, nhà đầu tư không được liên doanh, liên kết, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng phần vốn góp hoặc cổ phần tham gia vào dự án cho đối tác nước ngoài, kể cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi chưa có ý kiến chấp thuận của Bộ Quốc phòng. Kiên quyết không cấp phép đầu tư xây dựng các dự án nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, không đảm bảo các yêu cầu về xử lý môi trường. Các dự án chỉ được đưa vào vận hành khi có hệ thống xử lý nước thải, chất thải, bảo đảm các yêu cầu bảo vệ môi trường. Đó là yêu cầu trong thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành Tài nguyên và Môi trường. Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, ra soát, điều chỉnh bổ sung kịp thời các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài nguyên một cách bình đẳng theo yêu cầu của thực tiễn nhằm tạo động lực, môi trường thuận lợi để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, về đất đai để khuyến khích việc tập trung tích tụ đất đai, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng cường các công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và hội nhập. Cũng theo thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình giải pháp quản lý phát triển thị trường bán lẻ, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu có giải pháp khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp phân phối bán lẻ trong nước phát triển, chấn chỉnh các địa phương tuân thủ theo đúng quy định liên quan của pháp luật trong cấp phép quản lý hoạt động phân phối bán lẻ cho doanh nghiệp FDI, đồng thời tăng cường đôn đốc kiểm tra việc thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động của các cơ sở bán buôn bán lẻ của nhà đầu tư, tổ chức kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài về thuế, giá để ngăn chặn các hành vi chuyển giá, trốn thuế và thực hiện truy thu thuế theo đúng quy định, chia sẻ kết quả thanh tra kiểm tra để các bộ ngành địa phương làm cơ sở xem xét cấp phép doanh nghiệp FDI thành lập cơ sở bán lẻ mới. Chương trình Việt Nam Online do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện ngày 13 tháng 2 đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Bốn giờ thứ bảy chủ nhật hàng tuần hãy hẹn hò với VTC1 và VTC1 HD để cùng thưởng thức những bộ phim bom tấn hành động, tâm lý tình cảm, kinh dị ly kỳ. Hài hước thú vị.